Người em thích chính là anh, thế nhưng lòng tự ti quấy phá, em cự tuyệt thổ lộ của anh. Hiện tại ta chỉ muốn lấy được sự tha thứ của ngươi, cùng ngươi thuật lại tình duyên, dắt tay cùng nhau cả đời này. Chương 1 Gặp lại, không có ý định. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Nhát gan đồ hèn nhát thôi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Tần gì? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Lý mặt sên bên cửa sổ nhìn xem vàng thơ mặt. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Học tỷ tâm tư Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Huấn luyện quân sự Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Huấn luyện quân sự kết thúc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Tên quỷ đáng ghét kia Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tết. Chương 9 Thư viện. Hòa hảo. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tết. Chương 10 ăn tết. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tết.